Chào mừng đến với kênh Chứng khoán Căn bản. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo. Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là gì? Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo IKH là một chỉ báo kỹ thuật giúp đánh giá động lượng cùng các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosada vào năm 1926. Cấu tạo của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo. Chỉ báo Ichimoku gồm 5 thành phần. 1. Kijun-sen, đường màu xanh dương. Đường tiêu chuẩn Kijun-sen thể hiện mức hỗ trợ và kháng cự chính. Ngoài ra nó có thể xác nhận sự thay đổi xu hướng và được sử dụng làm điểm dừng lỗ. Kijun-sen được tính bằng cách lấy trung bình cộng của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của 26 ngày. 2. Tenkan-sen, đường màu đỏ. Đường chuyển đổi Tenkan-sen thể hiện mức hỗ trợ và kháng cự chính. Ngoài ra, nó cũng thể hiện tín hiệu đảo chiều. Tenkan-sen được tính bằng cách lấy trung bình cộng của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của 9 ngày. 3. Chikou-soban, đường màu xanh lá cây. Đường trễ Chikou-soban là giá đóng cửa hôm nay được vẽ lùi về 26 phiên trước đó. 4. Senkou-soban A và B, hai đường màu cam. Đường dẫn Senkou-soban A là một cạnh của Kumo, hay còn gọi là đám mây. Đường dẫn Senkou-soban B là cạnh còn lại của đám mây. Hai đường này được dùng để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Senkou-soban A bằng trung bình cộng của Tenkan-sen và Kijun-sen. Senkou-soban B bằng trung bình cộng của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của 52 ngày. Chiến lược giao dịch với chỉ báo Ichimoku. Để dự đoán xu hướng của thị trường khi sử dụng Ichimoku, nhà giao dịch có thể dựa vào các yếu tố như màu sắc, hình dáng hay độ dày mỏng của đám mây. Nhà giao dịch nên vào lệnh mua khi 1. Giá lúc này ở phía trên đám mây. 2. Đường Tenkan-sen màu đỏ nằm phía trên đường Kijun-sen màu xanh dương. 3. Đường Chikou-soban xanh lá nằm phía trên thanh nến. 4. Đám mây có màu cam cho thấy đường Senkou-soban A tương lai nằm phía trên đường Senkou-soban B tương lai. 5. Giá không cách xa đường Tenkan-sen hoặc Kijun-sen. 6. Các đường Tenkan-sen, Kijun-sen và Chikou-soban không nên nằm trong một đám mây dày. Nhà giao dịch vào lệnh bán khi 1. Đám mây nằm phía trên giá. 2. Đường xanh dương nằm phía trên đường màu đỏ. 3. Đường màu xanh lá nằm phía dưới thanh nến. 4. Đám mây có màu tím cho thấy đường Senkou-soban B tương lai nằm phía trên đường Senkou-soban A tương lai. 5. Giá không cách xa hai đường màu đỏ hoặc xanh dương. 6. Các đường Tenkan-sen, Kijun-sen và Chikou-soban không nên nằm trong một đám mây dày. Làm sao để theo dõi giá tiền ảo mỗi lúc? Làm thế nào để có được những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất? Hãy tải Bitcoin. Với tính năng thông báo giá, bạn có thể đặt cảnh báo khi giá thay đổi, nhận thông báo và kiểm tra nhanh các biểu đồ và ngay lập tức đặt thông báo mới. Vì thế bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ mối hời nào. Tải Bitcoin ngay hôm nay trên Google Play và App Store để nắm bắt mọi cơ hội đầu tư. Cảm ơn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về thị trường tài chính và chứng khoán.